Xin chào quý vị các bạn, thì Meizu cũng đã ra mắt ở thị trường Việt Nam và chúng tôi Di Động Việt cũng đã có mặt tại buổi lễ ra mắt đó. Và chúng ta đang cầm trên tay chiếc Meizu MX5. Trên tay mình đó là cái phiên bản màu gray. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở chiếc hộp này ra. Và khi chúng ta mở chiếc hộp này ra thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là một cái biểu tượng MX5. Và đó là một loạt những cái tính năng và những cái đặc trưng trên chiếc này. Như là máy có công nghệ sạc nhanh, có thể sạc tăng tốc lên tới 25%. Và có cả cảm biến dấu vân tay M-Touch 2.0. Và giao diện của máy đã được ghi ở đây. Máy sẽ sử dụng một cái giao diện là The Flyme. Phụ kiện của máy chúng ta sẽ có một hộp khai giao SIM. Và ngoài ra thì trong đây chúng ta sẽ có một cái số cái dãy thông tin cũng như là chế độ bảo hành của máy. Máy có kèm một cái adapter sạc, và adapter sạc mình khá thích nha, khá là nhỏ gọn giống như là những chiếc iPhone nữa. Cáp micro USB. Máy thì không đi kèm tai nghe, nhưng mà với hai phụ kiện này thì cũng đã đẹp rồi. Bây giờ thì mình sẽ đánh giá sâu hơn về thiết kế của chiếc Meizu MX. Thì ở chiếc Meizu MX này, mặt trước của máy nó khá giống những chiếc Samsung S này đầu tiên khi cái viền này được cắt theo dạng diamond cut, nhìn rất là đẹp và sang trọng. Mặt sau của máy thì được thiết kế một cách nguyên khối và nó có phần hai phần chỉ giả kim loại ở đây. Rồi máy được chia ra ba mảng khác nhau, nhưng mà ba màu sắc này thì nó vẫn đồng nhất với nhau, làm cho cảm giác máy có cầm có một độ liền mạch khá là tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu qua về cái cấu hình. Thì máy sử dụng một cái màn hình là 5.5 inch với một công nghệ đó là màn hình AMOLED. Đây các bạn có thể thấy nhìn màu sắc rất là rực rỡ và rất là đẹp mắt. Và độ phân giải của máy thì chỉ nằm ở mức là Full HD mà thôi, nhưng mà có một độ điểm ảnh là lên tới là 401 ppi. Thì với một độ điểm ảnh này kèm theo một cái màn hình AMOLED thì máy nhìn rất là mượt mà và góc nhìn rất là rộng. Giao diện của máy là sử dụng Flyme 4.5.2. Máy sử dụng trên nền tảng là Android là 5.0.1 Lollipop. Sử dụng chip MediaTek MT6795 Helio X10 và sử dụng là 8x2.2GHz. Camera sau của máy là lên 20.7 megapixel. Đây, những bức ảnh mà trên chiếc Meizu MX5 cho ra có một cái màu sắc khá là tốt và ấn tượng. Camera trước của máy là 5 megapixel. Thì ở những chế độ khi mà chúng ta cài đặt thì máy khá là thông minh. Ở đây chúng ta có thể đặt chế độ tự động hay là cân chỉnh bằng tay. Ở chế độ cân chỉnh bằng tay thì chúng ta sẽ có thể là cân chỉnh ISO, cân chỉnh độ bù sáng và cân chỉnh ngay cả tiêu cự, giống như là trên những chiếc Lumia hay có những cái tính năng này. Rất là hay, rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì máy cũng có thêm một cái tính năng dành cho những bạn trẻ thích selfie, đó là cái tính năng làm đẹp. Tính năng này hay dùng cho camera trước cho các bạn tự sướng. Thì chúng ta có thể cân chỉnh đôi mắt, cân chỉnh mặt thon, cân chỉnh mượt mà màu sắc và làm trắng. Về nhìn chung thì cả camera trước và camera sau của MX5 hoàn toàn có thể làm hài lòng bất cứ người yêu thích công nghệ nào. Và bây giờ cuối cùng thì máy có thêm một cái tính năng khá là hay, đó là cảm biến dấu vân tay. Ở MX5 là một cái sản phẩm giá chỉ có khoảng hơn 8 triệu một tí, nhưng mà lại mang trong mình cái cảm biến dấu vân tay. Cái bảo mật dấu vân tay này mình đánh giá khá là tốt, cực kỳ gọi là tốt luôn á. Đây, và bây giờ mình sẽ tắt máy và thực hiện cái thao tác khởi động dấu vân tay. Thì ở cái phím này chúng ta chỉ cần ấn vô là máy sẽ tự động khởi động luôn. Nó khá là nhạy chứ không có vuốt như những chiếc S5 phiên bản đầu tiên. Và máy thì có 4 màu, đó là màu xám, màu vàng, màu bạc và màu đen. Thì bây giờ giao diện Flyme của chiếc máy này có một sự khác biệt khá là quan trọng. Thì nếu mà chúng ta muốn trở về thì chúng ta chỉ cần chạm nhẹ ở phần phím Home, giống như là mình thao tác ở đây, thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ trở về là giống như phím Back, chứ không có bất cứ phím trở về hay phím đa nhiệm nào cả. Nó khá là thân thiện với người dùng. Khi chúng ta vào cài đặt thì cạnh bên trái của máy sẽ là những cái biểu tượng icon về những cái thứ chúng ta cài đặt, giống như là cài đặt cấu hình, cài đặt thời tiết, hoặc là SIM, Wi-Fi, Bluetooth đều nằm ở đây, và chúng ta sẽ không cần mất thời gian nhiều trong việc tìm kiếm ứng dụng này trong ứng dụng kia. Flyme là một giao diện phẳng. Thì ở giao diện phẳng này chúng ta sẽ không có menu và tất cả đều tập trung ở một giao diện chính bên ngoài, giúp cho cái việc sử dụng máy nó có vẻ mượt mà hơn rất là nhiều. Và nhìn chung thì thiết kế cũng như là mức giá mà Meizu đã đưa ra cho chiếc MX này tại thị trường Việt Nam là một mức giá khá là phù hợp. Nếu các bạn muốn biết thêm những thông tin cũng như những ưu đãi khuyến mãi của chiếc MX5 này tại Di Động Việt, các bạn hãy truy cập website web.didongviet.vn. Và xin chào, hẹn gặp lại.